សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោករដ្ឋសេនីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ BTV បណ្ឌិតថាសុខភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អដូច្នេះហើយពីកម្មវិធីតែងតែលើកយកអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗហើយក៏បានការអញ្ជើញចូលរួមពីវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញនៃជំងឺនីមួយៗដើម្បីបកស្រាយរាល់ប្រធានបទនីមួ
phao bị bạn đây chủng ngư tật nôm phải đại ban cả anh trên chùa rúm pi sầm nạ lúc vừa chạm mặt đất sờ văn cần thá ai cái tết chủng ngư tu tứ chủng ngư đầm rong nôm liên chiêm nâng bắt đầu đầm rong nôm hơi lúc vừa chạm mặt đất coi chia bờ thiên mình ti về hộp chia bá nâng mặt chạm mặt đất liên chiêm alize cọp bình trong đằng lùm ớt âm pi bờ thiên đập bọt đi nhà nước sôm anh nhà chụp chụp môi nâng lúc vừa chạm mặt đất đôi tò tới chả chụp đẹp xuống lúc vừa chạm mặt đất chả chả sôm ốc côn sập rập cả anh trên chùa rúm nước nông thái ni đào bờ thiên đập bọt nước nông thái ni nhưng bắt đầu từ lớp phao bị bát này chủng ngư tật nôm phải chia đầm bông này trong sự vụ từ lục vật chạm mặt đất tháp ta lục vật chạm mặt đất liên ca vô khơi bạn na đã làm pi sàn là phiệp chủng ngữ tập nôm em ở Campuchia bạn chỉ lượng do protein bọt được nông thay đi làm bay bọ sài chẳng chỉ vật thông trên bàn sôm cơ rub chủng nghiệp xuống đo đóm lục chủng tiêu lục sấy tu tu sinh địa chôn tại đó chỉ tiêu rub nhưng chỉ tiêu mệt đấy hay có sôm thay làm nào quân phòng đá chủng pu thanh đi tu tu BTV đại bàn chơi rút trong bán cho gồm chia Việt Minh được nông ca bỏ sai nông ca nông ca một thí sau cấp hiệp được nông khai nít tẹt trong chủng mới nên chủng mới tập nông bài hai nông phao địa bàn để chủng mới ní chỉ thông mà đá dương đăng rồi hái tha chủng mới tập nông bài cứ chia chủng mới mới làm rẫy đại chia bà mình chia tân tái dương ai luôn nơi chủng mới nông chủng mới ní đời xa ca prapra nắm chỉ thông mà đá chủng mới tập nông bài cứ cả láng đời xa cả cả láng nơi cầm gạch chiết sco không chiếm hai bản thân chia cầm gạch chiết sco nút dù ông vải mình tới bàn cướp con bàn là on thế mình tới chia những ai bị bỏ tới chia hào đi bá hai nông miền hà nội thấy bẹp con tự đo nắng sài riêng mua chầm nuối đôi chia tận nụ khu cơ bá sò sài chim khu cơ bá sò sài chim bẹ đốn sò sài chim đầm ròn nuốm nâng trong cái đó ai bị bỏ tới chia đồng ba ư đa rồi lúi hay đa bị bã nó không cáp chia bàn với chia tam phần tới với chia còn vào tu tiên bị phục lốp đời xa bởi vô từ tam xã quan tự nôm em on trạng chết cho năm pi pon đọc bổng bốn khi phơi cá phan cầm mang tha chủng ngữ tự nôm em cá lan từ lâu mình nuôi ở dụng chặt lọc pi mà thay tới chất sập bổng bốn cho năm hay nơi không chăn am pi pon đọc cầm bốn khơi tham miên tu chăm bị hụt lỗ cứ miên hầu tập đào buôn rồi học sập bay miên nè lại tráng thì chầm nôn một đợt tráng hai cái thuê ca tu tía tha ở sân ba nơi không chăn am pi pon sai sập rám cứ ai những can lang hầu tập đào cầm bơ rồi miên nè nơi tu chăm bị hụt lỗ ba tráng đại lái nơi không prote campuchia bao nhiêu vĩnh bởi dùng tới tam sẽ tới bao thằng như kia bị phục lỗ world bank cái thứ sẽ tới mới tới khơi tha nơi không cho nam pipon một thấy cứ chậm nuôn nẹt chậm ngư tự nôm ai nơi không prote dưới không sọc dương nắng cứ miên cầm muối phe rồi cứ nơi không chậm nào mà lúc đập ram liền nhé đập ram liền nhé cứ miên cầm muối phe rồi chắc những khơi tha chậm nuôn trả ơn cả cả đấy và hạ hàng cao sập mờ nhẹ bởi dùng chạy tới và hai bây giờ cả lấy mới tới năm pi pon đọc làm muối nhưng khi tham miên tham tài bay phe rồi thì pi pon đọc làm bấy cứ can lang đó buôn phe rồi hà lớn cứ cầm muối phe rồi chứ nhưng khi ta tra can lang cứ miên ca tôi bảo lắm hai đời xa bờ tây dương cầm bông áp pi pon chẳng chúng người tận nôm ám và sân bà dương cướp cơ mình bàn ló hai nịp hay chẳng ăn nút nên thôi ai pa pon đó sẽ được cái chết có đôi chia cầm lang bồ lộc cam nơi không bờ tây campuchia bao giờ đối với những ai chặt tục tha, xâm nhập bảy hà chủng tộc nôm bán, cứ chỉ bảy hà bạch châu mới đã xâm nhập sau cấp hiệp bờ bắc bờ tây Campuchia. Ở tăng miền rộng xanh nhà ở quê khác đã đời dương trời tại Spain rồi nữa chả. Trong phố rộng xanh nhà này chủng tộc nôm bán, dương ai để dễ ban tha, dương ai cắt cũng có, cứ nhà chủng ngữ còn ai miền chỉ rộng xanh nhà khác đời, có đôi chữ ưu tiểu ho đôi chữ quát miền
ខ្ជិលថ្នាំគ្នាមកពិសាថាដូចគ្នាអត់បានទេគឺលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់
ពីព្រោះថ្នាំទឹកនោមផ្អែមថ្នាំខ្លះសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមធម្មតាថ្នាំខ្លះសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមដែលមានបញ្ហាខ្សោយម្ដងនោមអ្នកខ្លះគាត់មានរលាកសួតឬក៏ការខ្លាយរោគគឺគាត់អត់ត្រូវអាចប្រើថ្នាំធម្មតាបានទេគឺគាត់ត្រូវប្រើអាំងស៊ុលីនអញ្ចឹងបែបផែននៃការព្យាបាលគឺមានតែគ្រូពេទ្យជំនាញទេបើសិនជាពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រើថ្នាំមិនបានប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ នេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងវិវត្តទៅរោគភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃឬក៏ហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទបើតាមប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញនេះបីចំណុចដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងតើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសុខភាព
ស្គរនោះនៅតែកើនឡើងខ្ពស់ហើយអស់បន្លាយរយៈពេលវែងផលវិបាកកើតមានដោយសារជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមពិបាករត់ជាតិខ្លាញ់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅផលប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់សរសៃឈាមខួរក្បាលអ្នកជំងឺក៏អាចមានបញ្ហាសរសៃឈាមខួរក្បាលស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល គាត់អាចមានជំងឺជាដំបៅដែលមិនងាយជាដោយសារបើសិនជាគាត់មានដំបៅកន្លែងឧទាហរណ៍ថាដូចបាតជើងមួយចុះចា៎ហើយឈាមរបស់គាត់ផ្អែមអញ្ចឹងទៅមេរោគដែលនៅទុំជាប់នៅនឹងគឺចូលចិត្តណាស់គ្រឿងផ្អែមអញ្ចឹងទៅមេរោគនឹងដោះបានលឿនអញ្ចឹងហើយដែលដំបៅរបស់គាត់នឹងមិនងាយនឹងជាហើយអាចស្អុយខ្លួនលួយ ប៉ះពាល់ទៅដល់សំខាន់សរសៃឈាមបេះដូងបាទអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គដំរងនោមគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាខ្សោយដំរងនោមបាទអញ្ចឹងអ្វីមួយទៀតគឺភ្នែកភ្នែកក៏សរសៃឈាមភ្នែកស្ករការឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យសរសៃឈាមភ្នែករបស់អ្នកជំងឺមានបញ្ហាអ្នកជំងឺអាចប្រឈមទៅនឹងងងឹតភ្នែកដែរប្រសិនបើការព្យាបាល ຕົກຢູ່ອົມອັນຫຼາຍເອີກໍມັນການພິບານມັນມີປະສິດທິພາບໄດ້ມັນອາດບັນຈົບຈິດສະກໍຕໍາໄຕຈູ່ແນ່ຈຸງຍືບານຈັ່ງມີຜົນວິບາກຊ້ານຈັ່ງຕາມລະຍະຜົນວິບາກແຕ່ອັນນັ້ນອາດຊ່ວຍສັງຄົບານໄດ້ເດເລີຍປະຈໍາດັດຈັ່ງຜົນວິບາກແຕ່ອັນນັ້ນຄືຫຼັງຈາກອາດຊ່ວຍບານວິຕະຕອງໂຕນັ້ນຕາກອດບັກຊ່ວບຈຸມຫນຶ່ງແນ່ຈຸງຍືບານລະຫະປັນນາອຸທາຫະຖ້າບໍ່ຊັ້ນຈິກອ
ជាមួយនឹងផលវិបាករួចមកទៅហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់អញ្ជើញមកដោយមានជាដំបៅជើងស្អុយរលួយ
ក៏អ្នកខ្លះគាត់អញ្ជើញមកក្នុងជំងឺតម្រងនោមមកគាត់ចាប់ដើមមានគាត់ចាប់ដើមមានផលវិបាកពីទឹកនោមផ្អែមហើយអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់អញ្ជើញមកគឺមានខ្សោយតម្រងនោមមួយតាហើយអញ្ចឹងពីពួកខ្សោយតម្រងនោមយើងព្យាបាលទៅតាមស្តាតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់វាទៀតយើងមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោមមានប្រាំស្តាតប៉ះសិនបើស្តាតទីមួយទីពីរគឺយើងអាចជួនកាលអាចត្រឡប់បកក្រោយវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អញ្ជើញមកដល់គ
ហើយគេទេសទាំងនោះម្អែមហើយគេទេសទាំងរងនោះគាត់មានកតាបកិច្ចមួយគឺធ្វើម៉េចពន្យល់ណែនាំអ្នកជំងឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចជាគ្រូពេទ្យវាចាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ត្រូវតែចេះយល់ដឹងថាពេលណាដែលគាត់អាចមានសញ្ញាចុះជាតិស្ករពេលណាដែលគាត់មានសញ្ញាឡើងជាតិស្ករខ្ពស់ចា៎ហើយពេលណាដែលគាត់អាចគាត់ត្រូវតែហ៊ានតាំងពីចុះជាតិស្ករខ្លួនឯង តាំងពីចាក់អង់ស៊ុលីនបើសិនបើគាត់ត្រូវចាក់ណាចាក់អង់ស៊ុលីនគាត់ត្រូវតែចាក់អង់ស៊ុលីនខ្លួនឯងអញ្ចឹងកតាបកិច្ចរបស់លោកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចបង្រៀនអ្នកជំងឺឲ្យគាត់ចេះធ្វើនៅវិធីទាំងអស់នេះបាទចា៎វិលទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញ នេះខ្ញុំបានទទួលនៅសំណួរជាច្រើនដែលគាត់តែតែបារម្ភថាដោយសារតែគាត់រំលោភទទួលទានរបស់ដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏សួរថាបើសិនជាគាត់ទទួលទានបែបនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់និយាយជាសម្ញថាគាត់បែកញើសរាល់ថ្ងៃវាអាចដែរទេថាអាចជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយថាកុំឲ្យគាត់កើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានវាអាស្រ័យតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើ វាអាស្រ័យទៅលើការងាររបស់យើងដែរឧទាហរណ៍មនុស្សពីរនាក់ម្នាក់ការងាររបស់គាត់អង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទទួលទានអាហារដែលមានស្ករច្រើនអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាសល់ស្ករអាហារទាំងនោះគាត់គួរតែកាត់បន្ថយដូចជាអាហារដែលមានជាតិម្សៅអាហារដែលមានជាតិអង្ករស្រូវសាលីអីហ្នឹងកាត់បន្ថយឲ្យបានកម្រិតទាបអាហារដែលមានស្ករ ប៉ុន្តែងាកទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការបែកញើសឧទាហរណ៍ដូចជាបាទគាត់ប្រើកម្លាំងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ជាកសិករអញ្ចឹងគាត់ប្រើកម្លាំងបែកញើសណាគាត់កាប់គាស់ដីណាឆ្កាដីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតម្រូវការស្ករគាត់អាចនឹងបរិភោគគាត់អាចនឹងទទួលទានជាតិស្ករច្រើនជាង អ្នកដែលធ្វើការនៅតាមអอฟฟิศទៅតាមអីចឹងបាទចំណុចមួយទៀតដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរលោកប្រចាំបណ្ឌិតជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនកើតទៅលើមនុស្សនៅក្នុងវ័យចន្លោះណាដែរចា៎ទឹកនោមផ្អែមជាធម្មតាគឺយើងមាន3ប្រភេទទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1គឺភាគច្រើនកើតទៅលើក្មេងចា៎គឺដោយសារចលនាកាយនៃការខូចនៃសាលីននៃកោសិកាបេតារបស់លំពេងអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនឹងគឺគាត់តាំងពីក្មេងនឹងគាត់ តម្រូវការអង់ស៊ុលីនមួយជីវិតទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺគាត់អត់មានខូចនឹងកោសិកាបេតាទេប៉ុន្តែជាទឹកនោមផ្អែមដែលកើតទៅលើមនុស្សអាយុច្រើនធាត់លើសគីឡូអ្នកដែលគាត់មានទម្ងន់មិនសមអាមាត្រជាមួយនឹងកម្ពស់អ្នកដែលមានជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមច្រើនអ្នកដែលនិយាយចំណុចអ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តបញ្ចេញសកម្មភាព បាទអ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តបញ្ចេញសកម្មភាពអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងអอฟฟิศច្រើនអញ្ចឹងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អាចនឹងកើតឡើងទៅលើគាត់ទី3គឺទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចា៎បាទធម្មតាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេហៅពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅជាបែបជាស្តាសិយ៉ាណែលគឺជាទឹកនោមផ្អែមដែល កំឡុងពេលដែលគាត់ពោពោះនឹងគឺគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់ត្រូវប្រើអង់ស៊ុលីនរហូតដល់គាត់សម្រាលកូនចុងក្រោយទៅទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏គាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការកើនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមភេទទី2នឹងនៅថ្ងៃអនាគតតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ៗបើសិនជាគាត់សុខភាពល្អគាត់អាចនឹងបាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រឡប់អ្នកខ្លះគាត់អាចជាទៅវិញនៅ
ទៅជាវិវត្តទៅជាទឹកនោមផ្អែមភេទទី2ដែលមិនអាចបកក្រោយបានចា៎តាមរយៈប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាជាថាទស្សនិកជនបានស្វែងយល់បានច្រើនចំណុចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិយាយជារួមដោយយើងអាចនិយាយជាខ្លីបានថាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើគឺការឆែកសុខភាពរបស់យើង ដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេហើយសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែប្រតិបត្តិទៅលើចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អឬក៏អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរបើទោះបីជាគាត់រស់នៅជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងណាក៏ដោយចាសជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានជាសារសុខភាពអ្វីដើម្បីចែករំលែកជូនដល់ទស្សនិកជនដែរទេចាអឺសូមអរគុណចំពោះសារសុខភាពខ
dương chun cá dương mạnh ai đăng thái dương cầm bông tai miên chủng ngừa vậy chứ bị phù chun cá rung chạm đào pe vừa tốc rung chạm đào pe rose nhà đại láng cứ nẹt lá còn hô pe là chẳng hay ban chia miên bị chia chun dương bị chia bờ vạt dương mà chủng ngừa quạt khmer khmer quạt từ tuổi rong chủng ngừa làm rai đôi chia thời liên chiêm thời ấy tăng bị khmer chẳng đời xa còn bên bàn hai lời chiếm du hà vận tay có đặt đá mà trái sập hiệp thì chẳng tới đọc bị con chập đam đường thạc luôn con muốn còn mà đó cứ bên nó xây còn miền này bên nó cứ chập đam miền này mà chẳng hai ban chia cả trái sập hiệp không dạng tách bằng phát mùi chân nam mà đòn chia chủng rơ đọc trầm trời rồi bỏ rồi bỏ mình nuôi dưỡng và hai mùi tiết ca pra pra thân nắm xong ai ta vì chạy bình chia bỏ khu bên vì ปัจจุบันการยังเคยทำการสับสายธนามตามบรรดาสังคมกับจารย์ในกับจารย์ให้ยังกู้ชีวิตในธนามนาได้มันเพียงแบบพบจับหลัวธนามนาได้บ่มเป่าเลือกปีการปิดแบบแผนตามแบบวิจารณ์คลังเปี๊ยงจังเมียนแต่ครูเป็ดไอ้กิตเต้ได้กวาดอาจดังท่าเนี่ยจมเงือกวาดเตยปราธนามอย่างไม่อีกอย่าง จ้าสมอคุณลูกประจำมดสำหรับการชูรูมในครองไทยนี่หายกับบ้านเบาสลายลมอัดในจุดไหนสำคัญสำคัญนำไปแชร์รำไรจูนแต่เราตุสในกระจุนจีเป็นแท้สำหรับเนี่ยการจุดมือตั้งนมปั้มนำไปบัญชีกับบ้านหรือพาวิบบ้านแต่อนุจ้าเอาคนจุกเนี่ยการเราจะจุบเรียบ ដែលជីវចាំបដិទ្ធឯកទេសជំងឺទូទៅជំងឺតម្រងនោមលៀងឈាមនិងបដោឈាមហើយលោកវចាំបដិទ្ធក៏ជាប្រធានមន្ទីរសម្រាប់ជាបានិងវចាំមណ្ឌលលៀងឈាមអេលីស៊ីកោះពេជ្រដល់ប្រធានបដនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមសង្ឃឹមជឿជាក់ថាទស្សនិកជនបានយល់ដឹងច្រើនហើយបើសិនជាមានចម្ងល់លោកនេះអាចទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើយើងគួរតែប្រតិបត្តិបែបណាស